xe mới. Vô số. Vô còn hạ chứ còn. Hạ xuống đù mà ghê vậy. Trời ơi ghê vậy. Rồi, vô số 1 luôn. Con đâu, chân con đâu? Chân con không có. Chân con vậy chạy xe gì vậy? Xe tải. Tải không có chân con chân ga rồi mà chạy mày thắng bằng gì? Hả? Vô lăng mày quay, ta quay có 2 vòng mày quay có chục vòng vậy quay. Vô lăng quay 3 vòng. Đù, à, dữ dằn nè. Còn gạt được luôn nè mọi người ơi. Gạt được luôn nè. Nhổ ra cũng được đó nè. Bên đây nhổ ra được luôn. Không nhổ được. Ghê thiệt. Xe này xe dữ. Xe này xe máy cài á, quẹo vậy nè. Đi ra như cái xe máy cài nó quẹo là quẹo luôn bánh vậy nè. Hôm nay tôi sẽ làm cái clip hướng dẫn mọi người thi bằng lái B2, lái xe 4 bánh. Qua đây, lại đây hướng dẫn. Đây là chìa khóa, đây là vô lăng, đây là hai cái đèn. Chỉ đâu có gì đó. Còn đây là cái thắng tay, tại này xe hơi xịn, thắng tay nó nằm bên đây. Còn đây là cần số, nha, cần số. Đây là chân côn, chân côn. Này đâu nữa? À, bên đây là chân này là gì quên rồi. Này là chân thắng. Này chân ga. Rồi. Này là bô xe. Rồi chúng ta bắt đầu thì bắt đầu khi mà chúng ta chuẩn bị chạy chúng ta nhả thắng tay ra. Chặn chìa khóa lên. Nó nghe bô kêu luôn. Ghê chưa? Rồi. Bắt đầu chặn thắng tay rồi. Vô số 1. Nhấn xuống, kè xuống, vô số 1. Bắt đầu nhả chân con nhẹ 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 ra. Rồi bắt đầu lên. Khi mà chúng ta có trớn rồi cái chúng ta kéo lên là vô số 2. Đạp chân ga, đạp qua chân ga. Khi mà chúng ta tới cua chúng ta kéo. Chúng ta gặp công an chúng ta đạp thắng. Rồi cái clip hướng dẫn lái xe đến đây là kết thúc. Mong quý vị thành công.